Cháu rất xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Đức phải tiếp tục là lên trên nhà của em Cương, là cập nhật cái tình hình mà cái tiến độ mà làm nhà của em Cương tới đâu cô bác nhé. Hôm nay thì đi theo cháu Đức có một ông anh là cũng muốn là lên thăm em Cương một chút. Và ông anh thì bữa ấy cũng có làm một cái xưởng gỗ, cho nên là cháu Đức muốn là cho anh lên cùng cháu Đức để xem cái phần mà gỗ nọ là các bác thợ đi xẻ thì liệu cái chất lượng gỗ ấy thì có tốt không cô bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị cùng theo dõi hết video ạ. Đấy, đây là cái ông anh mà nhà cũng có mở xưởng gỗ và cũng có biết về rất là nhiều gỗ, cho nên là cháu Đức là nhờ ông anh là đi cùng cháu Đức để phân tích cho cháu Đức và cho tất cả quý cô bác anh chị là cùng biết. Cho nên là cháu Đức có nhờ anh đi cùng để mà hộ cháu Đức xem cái phần gỗ hôm nọ đã lấy về cô bác như đây. Thì mới xẻ em. Đúng rồi, gỗ này thì hôm nọ thì mới xẻ lên anh. Gỗ này gỗ sa mộc mà nhỉ? Đúng rồi anh, gỗ này là tất cả là đều hoàn toàn là bằng cái gỗ sa mộc hết. Mà trong gỗ sa mộc này cũng nhiều tuổi hết đấy, già đấy nhỉ. Nhưng mà theo anh, nếu mà anh làm về cái phần gỗ này thì thế như anh thì anh có thể hộ em là bây giờ anh đã làm gỗ rất là nhiều rồi, anh có thể đánh giá cho em là một cái cây mà xẻ ra như này thì theo anh nhìn thấy thì nó rơi vào tầm độ là bao nhiêu năm rồi, tuổi thọ nó là bao nhiêu năm rồi? Tầm 30 năm em ạ. Tầm 30 năm cái cây gỗ này à? Đấy, thế thì cũng nó có khơ thớ đấy. Ở bên trong nó có ghi đấy, trong này nó có biên đỏ đỏ đây này. Em nhìn đây nó chỉ là miếng biên ngoài thôi mà nó đã có tầm này thì nó là tầm khoảng 30 năm. À đúng rồi. Còn như mấy cái cây này thì hôm nọ cháu Đức cũng có. Cột hay là làm nào không? Cái này anh, cái này thì sẽ để xẻ làm cái phần trên để pro anh. Đấy, hiện tại là cái phần cột này thì cũng đủ rồi. Còn dùng xe mộc này là tốt hết chứ không phải đùa đâu. Vâng, đấy thì hoàn toàn là đây thì hoàn toàn là tất cả là bằng cái gỗ sa mộc là chính. Còn như ở phần bên này đấy anh, là cái gỗ này thì đã được gọi độ tầm là 40 năm rồi ấy anh. Mà bây giờ vẫn còn rất là tốt đấy. Cái này nó làm nhà rồi đúng không? Đúng rồi anh. Cái này thì đã dựng lên hết rồi. Và thời gian hôm nọ thì có gỡ nhà xuống đấy. Bây giờ mà nó lại bỏ ra làm lại này là cũng đẹp ấy chứ. Vâng. Còn tốt hơn cả cái loại mà dùng mới kia, nó không ấy đấy. Cái gỗ này thì còn tốt hơn cả loại kia nữa anh. Vâng. Tại vì nó đã sử dụng rồi, nó sử dụng nó không có một miếng gì. Và bây giờ nó trà lại nó vẫn tốt như thế này là nó cũng có thể là nó dùng tốt hơn đấy chứ. À, vâng. Như anh cũng có theo dõi kênh của em đấy, thì là nhà em Cương hiện tại là đang làm nhà gỗ đấy. Thì là cái ngôi nhà của em là đây này anh ạ. Cái đây thì cũng hoàn toàn là bằng cái gỗ sa mộc hết này, trước mặt của anh đấy. Cái này sao bọn em không để xây đi, nó trở vật liệu khó khăn à? Cái này thì do là một phần là cái kinh phí canh của em thì cũng kêu gọi được ít, và một phần thì bên xá cũng có được hỗ trợ đấy. Thành ra là em muốn là giúp cho em Cương là sửa cái nhà thôi anh ạ. Cái này làm này cũng tốt, tại vì gỗ này là cũng tốt đấy, toàn gỗ tốt đây chứ. Vâng. Trong cái gỗ sao mộc này thì cô bác rất là thơm luôn. Nhưng mà theo anh thì nếu mà sau này dựng cái ngôi nhà lên đấy thì mình có những cái biện pháp gì để mà phòng chống được những cái con mọt anh? Cái đấy nhá, em phải mua cái lọ ấy, hoặc là nhất ấy, thì em phải bôi dưới chân để nó đỡ kiến nó vào đấy em. À. Kiểu nó mùi vâng. Nó lên đấy. Vâng, như tầm cái cây trước mặt anh này, cái cây này thì anh tính ra độ là cây này thì được bao nhiêu năm? Đây, cây này thì rất là to luôn anh. Cái này nó phải hơn 30 năm rồi. Bởi vì em chất thơ bên trong này này. Vâng. Cái này nó phải hơn 30 năm, nó phải đến 5 năm, 50 năm tuổi. Cái tấm này thì còn chưa hẳn là phần lõi của nó đâu ấy nhỉ? À, chưa. Cái này là nó cũng chưa ở giữa đâu đấy. Vâng. Vành của nó đã là lên đến 3 năm rồi này, nó phải đến hơn 50 năm tuổi rồi. Ui, cái cây này thì được 50 năm rồi anh. Đấy, nó phải tầm đấy, nó mới được to như thế, cây sa mộc ấy đúng không? Ừ. À, dạ thưa cô bác, một cái cây gỗ như này thì mất đổ đâu đó là gọi là 50 năm thì nó mới được ra như này. Và chọn những cái cây gỗ nào thì chọn là cũng rất là chất lượng. Hôm nay anh lên được không mặc quần dài, rất là nhiều dín đấy nhở? Nhiều. Và cái phần nền của nhà em Cương cô bác, hôm nọ thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi và đã đào hết rồi. Thời gian tới thì sẽ dựng cái khung nhà lên và sẽ là đổ nền.
đổ cái nền với cắt cho em. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã mua lên cái phần cắt cho em rồi, và xi thì cũng đã mua lên hết rồi. Xi thì hiện tại là đang để ở nhà chú ở bên kia cô bác ạ. Cái này làm nào làm thì làm dương mãnh cho đồng hoàng kia. Vâng, đây thì đang làm cái một cái đường mà đường ránh rồi. Đấy, thời gian nữa thì sẽ làm một cái ránh nước ở đây này anh ạ. Nếu mà đến lúc đấy mà kêu em kêu gọi được các cô gì chú bác mà giúp đỡ đấy em để em làm một tường gạch ở đây này, kè đền đằng bên trên nó đỡ sập xuống em. Vâng, cái đường rãnh chạy đi nó không vào trước mình nhà. Vâng, như đây là thưa anh là cái phần nền đất cũ của nhà em ấy thì là đâu đó rơi vào tầm là gọi là tầm 4-50 năm rồi ấy, thì là nó sẽ không có bị sạt chút nào ấy, thành ra là bây giờ cũng rất là yên tâm rồi anh ạ. Vâng, chỗ đó thì anh nhìn thấy là quá ổn rồi. Vâng. Sợ là sau này nước ở trên ấy nó dột xuống, nó chảy đi theo là nó chạy theo và nó lấp hết mương thì. Vâng vâng. Nó không chủ yếu làm được cái này ấy. Vâng. Mình làm cái tường gạch ở bên kia này khoảng lên khoảng 1 mét để cho các em ấy, để các em ấy đỡ phải hót hết cái rãnh chiếc này em. Vâng. Như đây anh em mình đi ra bên này một tí đây. Như anh hộ xem là cái phần gỗ cái cột của nhà em thì mấy cái cột này thì liệu chất lượng gỗ của nó thì nó sẽ ok không anh, hay là như nào? Anh chỉ nói cho em nghe và tất cả quý cô bác ở đây cùng nghe một chút được không? Cái gỗ này có phải gỗ sa mộc nữa đâu em? Cái gỗ này thì không phải gỗ sa mộc anh ạ. Nhưng mà gỗ này như kiểu gỗ lim ấy, gỗ như đóng như kiểu gỗ lim ấy em. Nhưng mà trên trong cái này là nó cũng đang được sử dụng rồi đúng không? Vâng, cái này thì lá được sử dụng rồi. Và giờ em mới phân cưa phần hỏng đi mà làm lại cái này là cũng khá ổn đấy. À, vâng. Này dựng lên cũng tốt đấy. Vâng. Nhưng lúc mà một em làm em dựng lên ấy thì em dùng nhất dùng để nào em bôi lên khoảng tầm đây ra đây dùng nhất hoặc là cái lọ chống mọt ấy em xịt lên. Vâng. Đấy. Cái phần ở dưới này thì em cùng với các bác thợ là cũng đã thiết kế là sẽ đổ một cái cột bê tông kê anh, dưới đó tầm là 4-50 phân ở đây này. Đấy, và cái cột thì em đổ ở bên kia này anh ạ. Đấy, cái đấy là đúng được, cái kia là đúng rồi, xong bắt đầu là em phải đi kia mua cái chống mọt như thế nữa em ạ. Dạ vâng. Nó dùng tốt thế này rồi thì không thể bao giờ hỏng được nữa. Dạ vâng. Có khi là làm cái nhà cấp 4 mà không cẩn thận là không lại được cái gỗ này được. Cái gỗ này thì là gọi là rất là lâu rồi, từ đúng thời mà xưa rồi, cũng đâu đó thì anh đã biết rồi. Và anh biết là cái gỗ này nó dùng bao nhiêu năm rồi. Vâng. Vâng, thưa cô bác, là ông anh này thì ở nhà cũng có mở một cái xưởng gỗ, cho nên là cháu Lực có là nhờ anh ấy lên với cháu Lực một hôm là hộ cháu Lực là phân tích những cái cây gỗ này cho cháu Lực hiểu và cho tất cả quý cô bác ở trên này là cùng hiểu và về những cái phần gỗ của nhà em Cương cô bác nhá. Hôm nay thì không biết vừa rồi vào thì cũng chưa nhìn thấy em, bây giờ thì em Cương với lại bà là buổi tối là sẽ ngủ ở đây này cô bác. Cương ơi, không có nhìn thấy Cương ở đâu, chắc là Cương là đi lên trên là để vác gỗ hay là làm như nào cô bác? Vâng, em Cương thì chắc bây giờ là đang đi lên trên là cưa gỗ với anh. Hôm nọ thì gỗ này mua ở phần trên, còn bây giờ thì anh hôm nay thì anh cùng em lên trên đấy một chuyến nhá. Vâng. Nhưng mà nếu mà để làm một cái ngôi nhà gỗ như này thì anh có làm được không? Nhà gỗ thì nói chung là anh chỉ là phần đục đẽo thôi, còn mà dựng lên thì anh không thể dựng lên được, tại vì là anh không có nhân lực anh để dựng lên được. Thế là trong gia bản mình là tự túc với hỗ trợ nhau là cái đấy anh có thể làm được. À, như ở nhà em Cương ấy thì là cần bản này thì là người ta cũng các bác cũng ra giúp đỡ rất là nhiều. Như cái phần vận chuyển gỗ này thì cũng được là các bác là ra giúp. Còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng ông anh là đi trên thăm em, xem em Cương một chút cô bác. Tại vì là ông anh này cũng có theo dõi cái kênh của cháu Lực và muốn lên là thăm em Cương một chút cô bác. Hai anh em thì cũng có điện trao đổi với nhau rồi. Nhưng cái phần gỗ này thì không có dùng được nữa anh ạ.
có cái đấy dùng tốt chứ em dùng để em mài bảo em cương ấy. À không, em bảo là cái phần trên kia, cái phần trên kia thì bỏ đi em. À. Đấy cái đấy thì bỏ đi. Còn ở nó cũng cái này đầu nó hơi mọt mọt, cái kia thì bỏ đi em, không dùng được. Vâng, còn những cái tấm ván này thì cái là dùng ok dùng vâng. Tốt, nhưng trong này có thấy mọt mê hồng hay gì đâu, tại vì có khi còn dùng tốt hơn cái lợn mới bây giờ nó đã chặt. Vâng. Chắc có khi trước đây là các cụ nó sẽ là ngâm nước ngâm niếc rồi nó sẽ tốt hơn em hiểu không? Vâng vâng. Phải nói là ngôi nhà của em Cương lúc mà gỡ xuống anh ạ, phải mua rất là nhiều gỗ. Như mấy cái thanh ván này thì là sẽ mình sẽ xẻ ra để làm cái phần phần hiên. Đấy, phần hiên này. Đấy. Thì, những cái gỗ này để làm phần hiên cũng ok. Vâng. Cái kia thì bây giờ chỉ có đào bào lại là ok rồi anh, đúng không? Bào lại là tốt đấy. À, vâng. Được đấy. Thế còn như vừa nãy thì anh chia sẻ với em thì cái cách mà mình để chống những con mọt ăn thì là dùng cái nhứa nhất thải đúng không? Nhất thải hoặc là nhất chúng được, nhất cũng được, nhưng quan trọng là em phải có cái mua về để giải trừ mấy cái đấy. Như nhất không thì có vẻ là nó sẽ hơi không nó sẽ hơi đắt đúng không? Đúng rồi. Vâng. Nhất thải nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà dùng nhất thải đấy nó cũng vẫn tốt hay vẫn tốt hơn chứ anh? Vẫn tốt nhưng mà nó cũng đã qua sử dụng thì nó cũng hơi bị nhễ, với còn là mình dùng cái mới thì nó hơi loãng, nó không có độ đen. Vâng. Như là anh xem thì mấy cái gỗ kia là cái kia là sẽ để làm ván này anh. Làm đấy kia. Vâng. Cái gỗ gì đây anh? Cái kia là em không biết là gỗ gì anh. Anh thử nhìn là sẽ xem có biết là gỗ gì không? Giống như cái son nhỉ? Vâng, nó như kiểu cái son đỏ anh. Con đỏ là gì? Có đấy, anh còn dùng cái đấy để làm tủ á. Vâng. Làm tủ bên trong nó đỏ lòm lòm như kiểu là ấy, làm tủ kính, tủ đồ tủ thờ ấy, mà cái sau đây đắt lắm. Vâng, cái gỗ cái bùn cưa nó đỏ kia đắt lắm. Dạ vâng. Cái đấy nó phải cái này phải mười mấy triệu mới mua được cây này đấy, trong này thế này thôi. Vâng. Gọi là cái nhà của em Cương ấy thì là em với là các bác sẽ thiết kế là hoàn toàn là bằng gỗ hết thôi. Thứ nhất là nó sẽ có gỗ sa mộc này. Thứ hai thì nó sẽ có gỗ xoan này anh. Nhưng mà nó là xoan đỏ không phải xoan trắng. Nhưng mà ở đây là xoan đỏ tốt hay là xoan trắng tốt hơn anh? Xoan đỏ lên đường này đây anh ạ. Đi đường này này. Nhưng mà ở đây đi lên của sao ấy? Đi lên một đoạn anh ạ, rơi sau đó cũng rơi vào tầm 30 phút đi bộ đi lên dốc đấy. Đi lên khá xa đấy. Vâng. Như anh ở nhà là anh mở anh chuyên ra làm những cái vật dụng gì anh? Anh chỉ làm tủ này với lại những cái giường giết em. Dạ. Trong sập giường, sập giết giường. Dạ vâng. Tủ lại tủ quần áo, tủ rất nhiều. Dạ vâng. Trong vậy đôi lúc thì anh cứ có gỗ to thì anh vẫn làm cái quan tài á. Dạ. Anh vẫn làm những cả cái đấy. À. Nhưng mà cái gỗ to mới làm được mà mình không thể xuất được cái đấy đúng. Như cái gỗ cái sao mộc của nhà em Cương ấy thì là được là hoàn toàn là mua từ tít ở bên trên thì anh. Trên kia thì có rất là nhiều cái cây gỗ sao mộc rất là to luôn. Thế cũng mất nhiều phí vận chuyển chứ. Cái phần vận chuyển thế này thì rất là may là được quý cô bác là hỗ trợ là cùng em Cương là vận chuyển một ngày anh ạ. Đấy, còn cũng biết là em Cương có một cái hoàn cảnh rất là khó khăn đấy. Đấy, nói chung là ở trên này là người ta mới chuyển được, nhưng mà ở dưới xuôi người ta dùng không có thể di chuyển được cái đấy được. Vâng. Nó phức tạp là cái mà ở dưới xuôi nó không có thằng nào mà ấy được. Vâng vâng. Thuê bóc vác mới đi chuyển những cái đấy. Vâng, em Cương thì hiện tại là bây giờ đang ở tít trên kia rồi cô bác, chắc là đang đi xem các bác thợ là xẻ gỗ. Mấy hôm nay thì sẽ là xẻ xong cái phần gỗ đó, rồi thì về mới lại tiếp tục là bào cô bác nhá. Leo một cái quả quãng thời gian thì cũng khá là mệt đấy anh nhờ. Mệt chứ. Nhưng mà không rất là không may là không có gặp em Cương ở trên đấy cô bác. Chắc là em Cương đi nhà ai hộ ai sao rồi. Em Cương thì không có điện thoại để mà cho lực để mà gọi. Thành ra là cũng rất là khó. Anh cũng muốn để gặp Cương trong phần đang công trình đang làm này, anh cũng muốn là lên là
để có một ý quà cười để Cương để tu sửa này nọ ấy. Thì anh cũng một ít quà lên này để trao tặng cho Cương. Và giờ em không gặp nhau này thì chắc phải nhờ đến lực thôi. Dạ vâng, và cái này hôm nay thì cũng rất là cảm ơn anh. Anh đã lên cùng em một cái quãng đường mà cũng rất là xa. Lên là thứ nhất là hộ em xem là cái phân gỗ này. Và thứ hai thì anh lại có thêm một cái phần quà nữa muốn dành tặng cho em Cương. Nhưng giờ nó không ở thì anh cũng phải nhờ đến chú thôi. Dạ dạ vâng em. Vâng em cũng thay mặt cảm ơn anh. Như hôm nay thì anh nhưng mà cái ngôi nhà của em Cương thì cái công thợ là 22 triệu anh ạ. Đấy là vẫn là rẻ thôi, nhưng so với bọn anh làm thì nó vẫn là rẻ. Vâng. Anh hôm nay thì cũng rất là cảm ơn anh là đã hộ em đánh giá những cái phần gỗ này. Gỗ này thì nếu mà mình sử dụng thì nó sẽ rơi đâu đó vào tầm là bao nhiêu năm anh? Rơi khoảng 20 đến 30 năm anh. Nếu mà làm mà không mà trồng cứ kiểu mà cho dột vào là nó rơi vào khoảng tầm đấy. Nếu mà nó không bị dột mà không bị thấm nước nhất thì có khi là để hơn hết đời thằng cò bé này. Chắc đã học. À vâng. Nhưng mà làm này là đừng để cho em ấy mà nấu ở trên nhà nữa. Làm này là để cho em ấy làm cái bếp riêng để nấu đi, để cho nó đỡ cái ở trong nhà nó đỡ bụi bẩn đấy. Dạ vâng. Lúc nó có đen bụi xuống nó nhìn nhà nó xả ra. Thế đâu gì? Vâng. Đen xì lên những nhà khác nó nhìn trong nhà bẩn đen xì thế này thì. Vâng, bây giờ thì em cũng muốn là làm cho em cái ngôi nhà xong đã, rồi thì sẽ làm cho em là một cái phần nếu mà bây giờ những cây gỗ này còn tận dụng được thì em sẽ bảo cho các bác là sẽ làm cho em một cái nhà mà để nấu bếp riêng. Đúng rồi, làm cái bếp đấy. Riêng thì ăn với ngủ ở trên bếp ăn thì là làm hẳn một cái bếp luôn đi, để cho ăn ở tại nhà bếp. Chung là đến lúc lên thì chỉ có lên nhà thì lên tiếp khách với lại uống nước ở trên đấy thôi, nó đỡ vâng. đỡ bị đen xì như mọi nhà bên cạnh này. Và hôm nọ là lúc đầu mà đi mua gỗ như này thì em cũng có tìm hiểu rất là nhiều rồi anh ạ. Thành ra là mới quyết định là mua cái gỗ sao mộc này. Với lại em cũng tìm hiểu rất là kỹ về những cái loại gỗ này rồi. Gỗ xoang, gỗ xoan. Thì cái phần đấy thì em sẽ để làm cái phần nền. Để giải à? Đúng rồi. Để làm tấm ván em giải thẳng lắm. Để làm ván, đúng rồi. Để làm ván. Thế là có chắc đấy, thế là chắc đấy. Vâng. Xong thì những cái cây gỗ mà sao mộc mà anh đang ngồi ở trên ấy thì là cây những cái này sẽ để xẻ ra để ở trên mình đóng pro vào anh. Thế này thì là cũng ok rồi. Những cái này là cũng xẻ đôi ra xong là mài miết bào biếc nó đi cũng đẹp. Vâng. Cho nó ấy. Đây thì xẻ xong thì sẽ hoàn toàn là sẽ dùng bào qua một lần nữa, bào cho nó mịn đi anh ạ. Vâng. Đấy là ok. Thì đấy là làm cũng, đấy là em tính làm thế là cũng ok đấy chứ không phải là vớ vẩn đâu. Mà làm nếu mà làm mài mẹ mà đến lúc em bào biết hết đấy thì nó cũng đẹp. Vâng. Nhìn cái nhà nó cũng sáng sủa ra, đừng để ông nấu ở trong nhà nữa, mà nấu trong nhà là nó lại thành bẩn. Vâng. Những cây cũ này mà nó lại đen xì hết thế này là nó cũng chả khác gì sau này về nó cũng như cái nhà bẩn thỉu đi thôi, nó không nhà nó không sáng sủa. Vâng. Cái này mà bây giờ mà làm xong hết là cái nhà mà như em làm này là kiểu này là nó phải đến 30-40 năm mà cái nhà nó vẫn sáng sủa, nó không đen xì như kiểu là nấu ăn ở trên đấy nữa. Vâng. Sáng sủa đi. Mà mọi người mà có đến mà thăm hỏi với nhau thì nó còn sáng sủa cái nhà. Hôm nay thì lên thì các bác thợ là vẫn phải là đi lên trên rừng để mà chặt cây với lại xẻ gỗ về cô bác ạ. Đấy, và hôm nay thì em cũng rất là cảm ơn anh đã lên cùng em và đóng góp những ý kiến mà những cái cây gỗ này cho em. Em cũng đã biết thêm về là những cái cây gỗ này nó sẽ rất là chắc chắn rồi. Và nó sẽ rất là lâu, sẽ rất là bền nữa. Cái vầu này dùng để làm gì ạ? Cái cây vầu này thì sẽ mang để làm cái phần giá đấy anh. Đấy, mang về thì cái vầu này thì sẽ mang về là tận làm dụng sạp, sạp che à? Làm sạp để đưa cột lên dựng lên à? Dạ đúng đúng rồi anh.
Đấy, cái này sẽ làm sạp mà để lúc mà mình chuẩn bị là dựng khung nhà đấy. Đấy. Nếu không không như ở dưới xuôi thì mình dùng bằng máy đa năng để kích. Máy rồi. Cầu đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, nhưng mà ở trên này thì làm gì mà có được máy cầu mà lên tận đây anh? Lên đi không rất vất vả rồi thì nói gì đến cái đến nữa. Hôm nay thì cháu Lực cùng với anh thợ mà làm gỗ, anh này thì cũng làm gỗ là gần 10 năm rồi đúng không anh? Vâng, anh 10 năm rồi. Đấy, được 10 năm và được anh đánh giá những cái cây gỗ này cũng là rất là chất lượng và cháu Lực cũng rất là yên tâm về trên này, những cái này mà họ bán tát không em? Cái cây này thì cái cây này có thể là cây này thì rơi vào tầm 800 một cây anh ạ. Còn là những cái cây to mà nãy anh xem ấy thì là 2 triệu anh ạ. À. Vâng. Lấy thì mua cái loại cây to đấy thôi, anh cũng đang định mua mấy cây để về để dùng á. Vâng. Nó thay thế những cái mà cái chân chiếc ở chân tủ ấy. Vâng. Đỡ... Như nhà anh là có làm bàn biếc là các kiểu là cũng làm hết đúng không? Đúng rồi, bàn ghế ấy. Trong là ghế sofa, trong những cái mà lật vặt cửa đồng và một cửa ghế gỗ. Cửa gỗ hết đúng không? Không cửa các kiểu anh làm hết. À, vâng. Và bây giờ thì chắc là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Cháu Lực cũng sợ là mua những cái cây gỗ này về chất liệu nó không được bền lâu. Và hôm nay thì có ông anh cũng có theo dõi cái kênh của cháu Lực và lên cùng cháu Lực. Và cháu Lực cũng nhờ anh ấy lên là để xem cho cháu Lực về cái chất lượng gỗ là nó như thế nào, liệu thì nó có được bền hay không. Và được anh tư vấn cho cháu Lực những cái cây gỗ này thì rất là tốt. Cháu Lực cũng rất là mừng vì mình đã tìm và mua được những cái loại gỗ mà để làm nhà cho em Cương là tốt nhất cô bác. Còn là bây giờ thì cái thước phim hôm nay cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn quý ông bà ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em.